Mưa lớn kéo dài, lượng nước ở các khe suối cao đã làm sạt lở vùi lấp gây tắc nghẽn một số đoạn đường vùng núi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 8 tháng 8, tại các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra trên 30 điểm bị sạt lở đất đá do mưa lớn kéo dài gây ra. Các điểm bị sạt lở chủ yếu xảy ra trên các tuyến như Mường Trà đi Mường Lai, Mường Trà đi Mường Nhé, Mường Nhé đi Trung Trải, thành phố Điện Biên Phủ đi cửa khẩu Tây Trang và địa bàn huyện Tuần Giáo đi các xã. Tình trạng này đã gây tắc đường và rất nguy hiểm đến sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Chỉ tính riêng trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã có 7 điểm bị sạt lở là km 421 và 422 quốc lộ 6 thuộc bản Co Ngự, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tại km 1 cộng 500 đường tỉnh lộ xã Mùn Trung đi huyện Tùa Chùa thuộc bản Hồi Lóng xã Mùn Trung huyện Tuần Giáo. Tại km 406 cộng 440 tuyến quốc lộ 6 bản Chiêng Ban xã Mùn Trung Tuần Giáo. Tại km 279 cộng 900 tuyến quốc lộ 279 Minh Thắng Tuần Giáo đi Quỳnh Nhai Sơn La thuộc bản Tòa Tình huyện Tuần Giáo. Km 400 cộng 150 tuyến quốc lộ 6 thuộc địa bàn Ta Lách, xã Mùn Trung, huyện Tuần Giáo km 406 440 tuyến quốc lộ bản Chiêng Ban, xã Mùn Trung, huyện Tuần Giáo, km 278 950 thuộc quốc lộ 279 bản Tỏa Tình, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo. Trên quốc lộ 279 hiện tại có 13 điểm có nguy cơ sạt lở và thường xuyên chảy đất đá ra lòng đường

km 109 cộng 890, km 110 cộng 380. Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn đã thường xuyên ứng trực, tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các lực lượng khác nhanh chóng khắc phục kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua lại. Trong sáng nay, ngày 8 tháng 8, tại km 151 cộng 800 quốc lộ 4H, km 153 cộng 200 quốc lộ 4H, Đoạn Mường Nhé đi Trung Trải đã bị sạt lở gây tắc đường. Đây là đoạn đường thường xuyên bị sạt lở do mưa kéo dài ngày. Hiện đội cảnh sát giao thông công an huyện Mường Nhé đã phối hợp với công ty đường bộ số 1 đang khắc phục sự cố. Cùng với đó là các tổ tuần tra thường xuyên nắm tuần tra kiểm soát tại các đoạn đường từ km 75-100 đến km 113 quốc lộ 279 để có kế hoạch khắc phục kịp thời. Hiện tại lượng mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm, do vậy các đoạn đường vùng núi trên địa bàn sẽ có nguy cơ bị sạt lở đất đá. Các lực lượng chức năng ứng trực thường xuyên tuần tra kiểm soát, phối hợp với công ty 226 để thông đường, không để tắc lâu, phục vụ cho nhân dân tham gia giao thông được thuận tiện. Công an Điện Biên đề nghị người dân khi tham gia giao thông trên những đoạn đường này cần cẩn thận đề phòng tai nạn do sạt lở gây ra.